Ni kho hay ngọ, có kho hay nị. Nhiều bạn nghe sẽ không hiểu mà không sao, hôm nay là bài học đầu tiên và cơ bản tiếng Quảng Đông. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nghe hiểu hai câu này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với ba từ đại từ cơ nhân sơn cơ bản, đó là ngọ, nị, khụy. Trong tiếng Hồng Kông, trong phim Hồng Kông hay sử dụng rất là nhiều ba từ này. Mình sẽ đọc trước, các bạn sẽ lặp lại hai lần nhé. Ngọ, nị, khụy. Các bạn nhìn lên màn hình, cái chữ ngọ này mình đọc, mình đánh vần giống như tiếng Việt vậy. O, ngọ, ngờ, o, ngo, nặng ngọ. Có rất nhiều bạn học rất là nhiều, do nhiều chỗ hay như thế nào mà người ta đọc là viết thành chữ ngổ, ngộ hay là ngẫu gì đó không biết. Nhưng mà cái, những chữ này không phải là của tiếng Quảng Đông ha. Đúng của nó là ngọ. Nị, nị, khụy, khụy. Cái chữ khụy ở đây mình đọc cái âm nó giống như chữ uy, uy, khụy, khụy, khờ, uy, khụy. Đó. Tiếp theo mình muốn các bạn làm quen với những đại từ thay thế rất là thông dụng trong tiếng Quảng Đông, đó là ni, cỏ. Ni có nghĩa là đây, này. Cỏ có nghĩa là đó, kia. Khi nào mà mình muốn nói những vật ở nằm ở gần với mình dùng từ ni. Khi ở xa, mình sẽ dùng từ cỏ. Khi mà ni ghép chung với những từ khác, nó vẫn có nghĩa là gần, ở phía gần với mình hơn. Và cỏ thì cũng tương tự là chỉ những vật ở xa hơn. Chúng ta sẽ làm quen với một số từ sau. Ni, co. Cỏ, co. Ni, co có nghĩa là cái này. Cỏ, co là cái kia. Ví dụ mình đi chợ, mình muốn hỏi cái túi xách này bao nhiêu tiền, thì mình sẽ hỏi là ni co kỹ to chiến. Thí dụ ở túi sách đó nằm ở xa một chút xíu, mình sẽ hỏi người bán hàng đó là cỏ co kỹ to chiến. Đó. Tiếp theo mình sẽ làm quen với một số từ tiếp, đó là ni quẩy. Cỏ quẩy. Quẩy ở đây có nghĩa là vị. Ni quẩy có nghĩa là vị này. Trong một số trường hợp mình dùng ni quẩy có nghĩa là mang ý nghĩa lịch sự và mang ý nghĩa là trịnh trọng. Ni quẩy dùng để chỉ người. Ni co thì cũng có nghĩa là chỉ vật mà cũng có nghĩa là chỉ người. Ví dụ mình nói là ni co hay ngọ thằng dậu. Khi mà mình ngang hàng với nhau hoặc là nói với người nhỏ hơn, mình có thể dùng ni co. Khi mà mình nói chuyện với người lớn tuổi, giới thiệu người lớn tuổi thì mình sẽ dùng là ni quẩy, thì mang mấy nghĩa là lịch sự, tùy trường hợp mình sẽ sử dụng. Kế đến mình sẽ làm quen với từ tia. Ni ti có nghĩa là những cái này. Ngược lại với ni tí, mình sẽ dùng là cỏ tí, là những cái kia ở xa hơn. Cỏ tí. Các bạn nhìn lên màn hình, chúng ta sẽ ôn lại những cái từ mà đại từ thay thế mình mới vừa học xong nha. Mình đọc một lần và các bạn đọc lại hai lần giùm. Ni, ni, cỏ. Ni quẩy, ni ti. Tiếp theo là những từ ở xa hơn, đó là cỏ,
Cỏ co, cỏ vẫy, cỏ ti. Rồi xong chúng ta sẽ học tiếp cái chữ hầy. Hầy có nghĩa là khẳng định trong tiếng Quảng Đông. Nó có nghĩa là và cũng có nghĩa là của. Ví dụ muốn nói là cái này là của tôi, mình sẽ nói là ni co hầy ngọ. Cái kia là của bạn. Cỏ co hầy nị. Đây chính là hai câu đầu mình đã giới thiệu với các bạn. Các bạn lặp lại theo mình nhé. Ni co hầy ngọ. Cỏ co hầy nị. Người bản ngữ nói rất là nhanh, không có nói ngập ngừng như mình, nhưng mà mình ở đây mình sẽ đọc rất chậm để các bạn theo kịp. Người ta sẽ nói như thế này: ní co hầy ngọ, cỏ co hầy nị. Đó, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, không sao. Mình ở đây mình chỉ mình học thôi, mình quan trọng là mình phát âm đúng bài học. Sau khi học xong mình sẽ tổng hợp lại. Hôm nay mình đã học những từ sau đây: ngọ, nị, khuỵ, ni, co, ni, quậy, ni, ti, cỏ, co, cỏ, quậy, cỏ, ti. Sau đó mình đã học được cái câu khẳng định trong tiếng Quảng Đông, đó là hầy. Khi muốn nói, muốn khẳng định một cái gì đó, mình sẽ dùng hầy. Ví dụ tôi là người Việt Nam, ngọ hầy Việt Nam dành. Cái đó là của tôi, cỏ co hầy ngọ. Ồ, vậy là chúng ta đã học xong bài học của ngày hôm nay. Mình muốn các bạn thực hành một bài tập nho nhỏ, đó là dịch lại qua tiếng Quảng Đông giùm mình cái ông nói sao. Cái này của anh ấy. Cái kia là của anh ấy. Vâng, có hai bài tập, hai câu nho nhỏ các bạn. Khi mà biết các bạn sẽ comment ở phía bên phía dưới. Và mình lần sau mình sẽ giải cái bài tập này. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.